bonus ngày hôm nay của chúng ta. Video bonus ngày hôm nay của chúng ta với cái chủ đề ấy, đấy là có gì mới trong chuyện tình yêu của bạn. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn giúp mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Tất nhiên là nếu như mà có cái gì đấy mới thì mình mới nói được. Còn không phải, nếu như mà cái năng lượng của bạn nó chưa có hoặc nó chưa xuất hiện ấy, thì mình có thể là sẽ chưa thể nói được nhá. 1, 2, 3. Mình sẽ cho các bạn thêm 5 giây nữa để các bạn lựa chọn. Sau đó là các bạn hãy chọn giúp mình một cái tụ bài nha. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nhá. Các bạn chọn số 1 thì mình thấy là sắp tới đây á, đặc biệt những bạn nào đang độc thân ấy, thì mình thấy là các bạn sẽ có tìm hiểu một cái nhân vật nào đó. Tức là hai bạn sẽ quyết định là đi đến cái sự tìm hiểu với nhau. Bắt đầu nói chuyện với nhau rất là nhiều. Có thể là các bạn sẽ nhắn tin với nhau rất là nhiều nha. Đầu tiên là các bạn sẽ nhắn tin trước, nói chuyện với nhau thông qua mạng xã hội trước. Hoặc cũng có những bạn ở đây sẽ có khoảng cách mặt địa lý, cho nên là hầu hết các bạn sẽ dành thời gian để nhắn tin, nói chuyện, trò chuyện video call, FaceTime hay là nhắn tin gì đó, trò chuyện qua cái phương thức nhắn tin trước. Đấy, nói chuyện qua đó trước thì mình thấy là hai người sẽ khá cởi mở với nhau trong cái quá trình mà các bạn bộc lộ những cái cảm xúc, những cái vấn đề cũng như là những cái gì đó của cá nhân các bạn ấy. Thì mình thấy rằng là tạm thời trước mắt nó mới ở đây đấy là gì, các bạn sẽ tìm hiểu nhau, quyết định tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau vậy thôi. Ok, chúng ta đến với số 2. Đến với số 2 thì hiện tại cái chuyện tình yêu của bạn nó theo mình thấy rằng là sắp tới đây nó cũng chưa có một cái gì đấy quá đột phá hay là quá mới mẻ, nhưng mình thấy rằng là các bạn sẽ tập trung vào cái quá trình phát triển bản thân, nhận thức cũng như là chữa lành những cái tổn thương của bản thân. Bởi vì thật ra ấy, cái việc mà chúng ta bị tổn thương ấy, nó quyết định rất là nhiều đến cái sự hạnh phúc của trong chuyện tình cảm. Nếu như bạn là một cái nhân vật mà mang rất là nhiều những cái tổn thương mà chưa được chữa lành ấy, hoặc là bạn chưa nhận thức được những điều đau đớn đó, những cái tổn thương đấy của mình là gì, thì khi mà bạn yêu á thì bạn sẽ vô tình làm tổn thương cái người kia đó. Ví dụ đi bạn là một người sống trong một cái gia đình mà ví dụ như có bố hoặc là mẹ bị nghiện một cái gì đấy, thì có thể bạn rất là dễ bị nghiện trong tình yêu. Bạn là cái người bị phụ thuộc vào người ta chẳng hạn đó. Cho nên ý, cho dù cái tổn thương đấy của các bạn ở theo cái khía cạnh nào đi chăng nữa, thì mình thấy là bạn cần có thời gian để chữa lành những cái tổn thương. Và cái tổn thương này của các bạn chắc chắn nó có liên quan đến gia đình. Ví dụ như bố mẹ sống với nhau không hạnh phúc, và sau đấy là các bạn rất là ghét hôn nhân, ghét gia đình, ghét sự cam kết, thì mình thấy là cho dù bạn ghét cái gì hoặc là bạn căm giận cái gì chăng nữa, thì điều đấy nó đang thể hiện rằng bạn đang tổn thương và bạn đang cần phải chữa lành cái điều đó. Nên ấy, thời điểm này mình thấy các bạn sẽ tập trung rất là nhiều vào cái việc hóa giải từng thứ, những cái nỗi đau đó. Có thể là bạn chưa thể hóa giải được 100%, nhưng ít nhất thì các bạn cũng sẽ hóa giải được nó theo khoảng 20%, 30%, 40%, để sau đó khi bạn yêu một cái nhân vật mới ạ, có thể họ sẽ đào lên nốt những cái phần còn lại để cho bạn giải quyết nốt ở đây, và từ từ bạn thoát khỏi những cái điều đó. Và mỗi một lần bạn như vậy á, cái linh hồn của bạn nó lại trưởng thành, nó lại vượt qua một bài học, bạn lại qua một bài thi, một bài test mà vũ trụ mang đến cho các bạn. Cho nên là cái điều mới mẻ ở đây nó không liên quan đến việc là có ai đó xuất hiện, mà nó liên quan đến việc bạn sẽ làm việc với bản thân của mình như thế nào để phát triển bản thân của mình, và từ đó bạn có thể có được một tình yêu lành mạnh hơn nhé. Tình yêu lành mạnh với bản thân, và tình yêu lành mạnh với những người xung quanh, và tình yêu lành mạnh trong cái tình cảm lãng mạn nữa. Chúng ta sẽ đến với số 3. Thì hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở để xem là tình yêu sắp tới của bạn có gì mới. Với số 3 thì mình thấy rằng là nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu như bạn là người mang giới tính nữ, bạn đang mang tính nữ, thì mình thấy rằng là bạn sẽ ngày càng đẹp lên, cực kỳ là đẹp lên nha. Và bạn sẽ thu hút được rất là nhiều người, trong đấy có một cái nhân vật sẽ đem đến cho bạn một cái tình cảm cực kỳ lãng mạn. Còn nếu như bạn là nam nha, mình thấy bạn sẽ có tình cảm lãng mạn, tức là bạn sẽ hẹn hò, bạn sẽ yêu đương với một cái người mà cực kỳ là xinh đẹp. Họ rất là đẹp mà kiểu đẹp như là nữ hoàng ấy, đẹp rất là nổi bật ấy đó. Họ có một cái vẻ đẹp rất là đẹp. Có nhiều bạn nói là ôi đẹp thế thì chả yêu đâu, bởi vì sợ mất mới sợ này sợ kia, kiểu như thế. Nhớ nha, nếu như mà đã dám hứa như thế thì khi mà thấy cái người này thì đừng có yêu nha. Bởi vì mình đảm bảo là nếu như mà bạn gặp cái người này, bạn sẽ rất là thích họ. Đầu tiên là họ thu hút bạn bởi cái vẻ đẹp bên ngoài, và sau đó là cái vẻ đẹp đến từ bên trong nữa. Thì mình thấy là đây có thể là một cái người khá là sexy, gợi cảm, hoặc là một cái người mà có một cái vẻ đẹp gì đấy rất là thu hút người khác. Bởi vì cái tiêu chuẩn cái đẹp của mỗi người lại khác nhau, Âu Á nó đã khác nhau rồi đó. Sau đấy là mỗi người cũng khác nhau nữa, nên mình không thể mô tả cách quá cụ thể được. Nhưng đại loại là bạn sẽ có một cái mối quan hệ rất là lãng mạn với một cái nhân vật này. Và nếu như bạn là nữ thì bạn sẽ có mối quan hệ lãng mạn với một cái nhân vật nào đó ở đây, và cái người đấy cực kỳ là thích cái vẻ đẹp của bạn, cái vẻ đẹp bên ngoài của bạn trước. Sau đấy là
mới khám phá được những cái yếu tố bên trong sau nha. Ok, thì đấy là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhà like đăng ký kênh mình nha. Bye.